mưa to nên chợ nám chầm chết. Bạn mới à? Linh Linh chào bạn. Lúc ấy Linh Linh nghe thấy một âm thanh rất to, nghe như là tiếng chồng tiết ý. Linh Linh nhìn vào nhà vệ sinh thì thấy đỏ lòm, nhưng không phải là máu đâu. Linh Linh biết kiểu gì thằng Vương cũng xảy ra chuyện, nên là Linh Linh cứ đứng đấy xem có chuyện gì xảy ra không. Linh Linh chợ nắm. Lúc sau Linh Linh lại nhìn thấy thằng Vương đi từ nhà vệ sinh ra. Nó nhìn Linh Linh, nó cứ cười cười. Nhưng Linh Linh biết kiểu gì thằng Vương cũng chết, nên là Linh Linh vẫn đứng đấy. Lúc sau thằng Vương lại rủ Linh Linh vào nhà vệ sinh, nhưng Linh Linh không ngu. Linh Linh ngu gì mà Linh Linh vào. Nhưng thằng Vương nó lại rủ con Tuyết vào. Con Tuyết vào một lúc sau nó ra, nó nhìn Linh Linh nó cứ cười cười. Lúc đấy con Tuyết không phải là con người nữa rồi. Linh Linh vẫn đứng đấy xem có chuyện gì xảy ra không. Thế mày chưa nhử thuốc chưa? Thuốc gì? Thuốc Linh Linh uống chữa bệnh đấy. Nếu không uống Linh Linh không được như thế này đâu. Linh Linh giống các bạn này, nghịch nam. Đừng diễn nữa, giả điên giả khùng mãi không thấy mệt à? Bà ơi, bạn trêu Linh Linh. Bố biết rồi, đây có bố đâu rồi, không sao. Chúng tôi cũng rất muốn hợp tác, nhưng cậu thấy đấy, em nó đang trong tình trạng như thế này, dù có tiếp xúc cũng không lấy được thông tin chính xác đâu. Giấy chứng nhận của bác sĩ đây. Linh cha. Không sao, có bố ở đây, không sợ. Cô ta bị như này lâu chưa? Hơn 2 năm rồi, càng ngày càng nặng. Vậy làm thế nào mà cậu ta có thể đến quán bar để tiệc tùng được? Cái đấy thì cậu phải hỏi bệnh viện. Tôi đã trả tiền để người ta chăm sóc con trai tôi, vậy mà để nó trốn viện đi, thật không thể nào chấp nhận được. Thôi đi. Buồn nhỉ. Việc gì ta phải buồn nhỉ? Bây giờ ta chỉ cần chứng minh ý, là mình vô tội, thì tất cả bọn nó sẽ quay trở lại với tao thôi. Ồ, mày nghĩ thế à? Sao? Mày đang nghĩ rằng chúng nó sợ vạ lây nên mới không đến đúng không? Bạn nói gì à? Mình không hiểu. Ô, kinh nhở. Này, bạn đủ thông minh để biết rằng chúng nó đang biết bạn gặp rắc rối chứ. À, Long ơi. Thằng Cường ấy, nó đang rêu rao mày khắp nơi đấy.
theo lời nó nói, chỉ vài ngày nữa thôi là mày phải trình diện trước cảnh sát đấy. Long ơi là Long.